Xin chào mọi người. Lại là Lucas anh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một tập rất đặc biệt. Như mọi người đã thấy, hôm nay chúng ta có mì tương đen. Ăn cùng với hạt gạo, trứng nha. Một kèm sẽ là dưa. Và sẽ là có cá rồi. Ok nha, mình bắt đầu.
đã xong nha. Mặc dù chưa hết, nhưng mà mình thấy nghĩa là hết sức hơi bẻo nhưng mà không thật. Mong các bạn vẫn ủng hộ video của mình nha, và để mình có động lực ra viết content mới hơn nha. Từ rồi nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh đang tiếp tục. Bye bye. Hẹn các bạn vào tập sau.